tay chỉ đã không còn để cho nỗi lòng em đã cháu biết nói sao.
Gọi bao
xin nhớ cụ nghĩa ơi, cụ về đây. Thank you.
bảo ơi cháu ngoại ở đồng đồng này
đường xa xa xôi cháu không thể về nhà được. Kính mời đến viếng của gia đình Tốc Gia ở núi Voi trở về thắp nén thắp nhang, xin được kính mời. Đường này xa xa xôi, gọi bà đó cho tròn nghĩa tình bà cháu ta. Để đến chiều bà phải đi xa, mẹ ôm mẹ đau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.